gì là lạ kia, nhìn cái đỏ đỏ túc cái sộp thì được, hay là cái roi thì được. Không phải roi, biết cái gì. Đây lá đỏ đỏ đẹp này các anh. Nhìn xa từ cây roi thôi, không phải người roi mà người lá biết ngay các bạn, không phải, không có mùi đấy, không biết cây gì. Bên này thì khá nhiều cây rừng, khá nhiều cây rừng như cây sộp, cây canh trâu. Canh trâu cây của mình mà. Đúng rồi, cây của tôi. Cái canh trâu này bao nhiêu tiền đấy? Cái đấy là 1,5 triệu. Cái đòn lá đỏ đỏ là cái gì bác? Cây mai lan. Không biết cái này. Cái hoa mai lan. Có hoa. Hoa như hoa đào. Hay đấy nhỉ. Trương anh bán rồi. Trương bán cây. Mai lan. Cây đấy thì bao tiền đấy bác? Cây đấy 1,5 triệu. Hoa đẹp nhỉ. Hoa như hoa đào. Mai lan 1,5 triệu. Lúc nhìn xa từng cái roi không phải. Lá rất đẹp. Cái này thì Trương bán nhiều. Mình cũng Thái Bình đây rồi bác. Bình. Thị à? Thị. Đúng rồi. Bia là chay nhỉ? Chay. Cái thị này bao nhiêu tiền bác? Cái này của ông anh cũng đang ngồi trên xe chẳng biết bao nhiêu. Thế còn cái chay? Chay. Cũng của bác kia. Lộc vừng này. Đây là cũng này của anh. Bác kia đang đẹp ngồi trên xe. Cây dáng siêu xoắn, khá là dài. Siêu xoắn. Làm cây giỏi phết đi. Đây. Có cây đâu, không phải cây, ngoài cây toàn cây đẹp. Khôi, toàn khôi. Khôi chất. Chưa ăn thua, chất xa lắm. Cái mình có nét mình làm. Không đi làm các bón xa hàng bé. Dễ chơi. Nhà chất mà. Cứ bê được dễ đau lưng lắm. Máy móc cũng không vào được, sau có bê đi lên là bê chỗ này chỗ kia rồi là làm dáng làm giết mà đánh vật thì chết. Em tên là gì nhỉ? Tên Quyền. Anh xem của tốt. Nhưng mà bác lần đầu lên đây chứ, bác kia hình như có lên mấy lần. Lần đầu lên đây nhưng mà đi chuyển năm rồi. Anh em đã biết nhau đấy. Tuyên lên đúng hôm Tuyên thiếu, mưa quá. Đấy cái thị này. Quái ghê. Tất nhiên để có quả thì còn lâu lắm, nhưng mà chơi cây dân dã hay. Đợt này nó vắng người sao? Đâu đợt này nó dịch với lại mưa. Mà phiên tháng thiếu ít người biết. Dịch. Chứ trên thường chỉ thợ với nhau nó đông lắm rồi. Nay có ai lên mấy hôm qua nó mưa cả ngày cả đêm. Họ đi từ sáng sớm. Mà nó mưa từ tối hôm qua đến sáng nó tạnh. Đây cách được trồng dâu biết nó vẫn biết đây mà. Nay không thấy đi. Mưa đi biết là nay không có khách nào không đi. Chay bác nhỉ em, cái chay. Đấy. Cây này là bao tiền bác? Cái 800. 800. Cái thị này. Cái thị đấy 1,5 triệu. Còn đây cái lộc vừng này. Đấy 7 triệu. Giảm tiền vé xe thôi. 7 triệu. Gì ấy? Vâng. Đây là hai anh em đều ở Ninh Bình lên đúng không? Mình ở Nam Định. À, Nam Định. Em ở Ninh Bình. Cái mẫu đơn này hoa hay đấy nhỉ? Hoa lạ đấy, lạ đấy nhỉ? Ừ. Rất nhiều cây lạ. Đấy. Các bác có biết nó lạ chỗ nào? Cái hoa nó. Vâng, cứ bác đấy em. Chào bác. Đây này. Cây mẫu đơn bình thường á. Hoa của nó dài lên lắm. Cái nhụy của nó, mỗi cái nhánh ấy, nó dài đấy lắm. Cái này nó ngắn, nó như là hoa sống đời. Nó rất là lạ. Liệu có khi nào đột biến chăng? Mẫu đơn đột biến chăng? Thế nào đây? Mẫu đơn đột biến chăng? Đấy, giờ mới chịu khó mà lên thôi. Đây đây đây, thủ đây. Quá gì tiếc rồi, đồng gạo đã, bà chị cứ đừng nhiều gạo hết đi kìa. Tính gạo thì có. Bác xem cả hai mặt thì bác xem. Rồi. Chơi nó vừa tầm. Đây, nhà vườn mình số xe kia nhỉ? Vâng. Đấy. Bác kia cứ số của bác cả là kia. Của mình 366 đấy. À, 366. Bác Trung nhỉ, có phải không? Bang, Lê Bang. Lê Bang. Xe này là xe mua lại. À, Lê Bang đến từ Nam Định. Đúng rồi. Đây, cây của mình đây. Đây của anh em, mấy anh em ở cả Ninh Bình, mấy anh em đi với nhau. Cây này là cái gì lạ đấy bác? Cây này là cây nhót rừng. Ừ. Toàn cây lạ nhỉ. Nhót đấy, đây là đồ này, đồ của Ninh Bình khai thác. Này của anh. Chân trâu với nhìn nhót cái tường vũ sữa. Đấy. Không biết cây này thì chắc ai biết thì mới chơi thôi. Nhót cũng có quả, có hoa có quả, quả cũng ăn cũng chua. Hay đấy. Ôi, chịu ra quả lắm. Ai biết có khi tìm chả thấy. Đúng rồi. Mình không biết thì chịu. Đúng rồi, nhìn như cái nhót nhưng mà khác màu thôi. Nhót rừng. Quả nó nhỏ hơn quả nhót mình. Nhưng mà chua lắm. Lá cũng phấn phấn này. Lá phấn mà. Đấy. Mỗi rồi màu nó có màu hơn. Nhót ta thì không có màu. Màu xanh thôi. Alo. Màu này như màu cây vũ sữa. Đi rồi. Đấy, tín đồ cây độc lạ đâu thì bơi vào. Số điện thoại đấy cứ gọi. Cái cây ngũ sắc này cũng đẹp đấy. Độc đáo. Sạch sẽ. Nhiều đồ hay đấy. Nhiều đồ là hàng cây đi. Này nó ra lộc đỏ đẹp lắm. Có cây quýt rừng này, có hoa quả quanh năm. Hoa quả quanh năm. Quýt gai. Cây này hay này. Cũng là của Ninh Bình đặc sản. Hồi bé em nhớ em ăn cái quả này. Quả nó chín luôn thôi. Tím. Đúng rồi. Hay đấy, giờ kiếm là khó đấy. Ngày xưa thì chúng ta vườn là thấy. Thích quá đánh về là cái nắn lâu lắm ấy. Đồ này chơi mình mà chơi được nó hay hơn, nó còn hay hơn linh sam của Việt Nam. Khỏe lắm. Đang có một cưng đấy anh. Kéo không? Bây giờ lên anh mở cái ngăn này cặp hai kéo này ra. Đấy. Đây là của bác Bang này, còn bên này là của một bác khác mấy anh em đi chung. Rất lắm canh trâu nhỉ. Rất lắm canh trâu. Cái dành này mấy tiền anh? Còn đến 3,5 triệu. Đấy, thả nước bét nhè luôn. kia nó mới đẹp đấy. Mặt này nó mới đẹp đấy, thoải mái thả nước sống vô tư. Bây giờ ăn nó ăn kẹt vào đây rồi bôi nước rồi và để trong nhà thoải mái luôn đấy. Cái đồ này mịn sạch, hoa trắng ạ, thơm lắm. Cái rình rành có như thế này là nó lâu lắm rồi đấy. Cái này nó ưa nước mà. Cây này á, cây này cây tước mai hoặc là cây chân trâu là nó. Tước mai là nó. Con tàu nó hay chơi cây lắm. Đây tước mai nó có quả ăn chua chua không? Làm này nó rất là rẻ đâu. Hàng này rất là hợp lý. Trung Quốc nó khoái cái món đấy lắm. Tước mai. Gọi là tước mai mà nó. Người Trung Quốc là hay chơi này. Tước mai, canh trâu, chân trâu. Rất nhiều. Đây nhiều lắm. Tại kia là rất nhiều canh trâu. Đây đây là tước mai. Trung Quốc chơi món này kinh khủng. Trung Quốc nó có những cây nó đẹp. Này số tròn cây giá nó hợp lý đấy. Cây này hay này, cầm tay này hay này. Này bè mặt đá đi ra cái đồ cỏ. Đấy. Yêu để bàn trà ngồi thưởng thức sướng. Cứ cắt đấy, cái là ra lá đỏ. Đây thích con này anh được này. Nhiều. Đấy. Cái chậu cũng nó điệu. Cây là nó đúng không? Nó cái chậu cũng điệu. Cái búp nó đỏ. Đấy. Hay quá. Chứ cái loại còng lưng thì cũng mệt lắm. Cái loại mà nặng nặng cũng mệt. Trong rèm đó trong cái này đem đi chơi uống trà tốt quá. Nghệ thuật nó đâu cần phải gì phải to tát. Đấy, chậu đẹp này, chậu. Đây, thầy thích chơi dáng kiểu làng thì đây. Đấy, siêu mini. Siêu mini. Đây. Làm con siêu siêu đấy đặt đầu bàn uống trà ngắm được. Để lên cái đĩa sạch thoải mái sạch. Đấy. Mở hàng ấy có để rẻ cho. Đang hỏi bao tiền này? Đấy không bao nhiêu. Đâu chưa đâu hỏi đâu. Đấy rẻ luôn. Thật rẻ. Đây là nó ra nó đỏ lên. Đồ mini rừng rất nhiều. Kia có cây mẫu đơn kia cũng hoa cũng đột biến lạ. Nói đột biến thì chả biết nhưng mà chưa thấy cái hoa mẫu đơn nào như thế rồi. Đấy thì với anh em thì cứ gọi chào thôi các bạn nhé. Rất nhiều hàng rừng. Đấy lại sầm trời sắp mưa đấy, lại sắp đổ mưa tiếp. Có mưa và nắng thôi, trời này mùa này nắng ngâu này. Mùa này dai dẳng quá. Này ứ đọng nước lắm rồi. Cây cối là không cần nước đâu. Bây giờ này thừa nước rồi. Mỗi cây một cái máng bây giờ có thể đổ đi. Rồi ok, sang bên bác cả.